Chào mừng toàn thể anh em đã đến với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử. Tiếp tục thêm một cái đêm tưng bừng với trận cầu tâm điểm là AC Milan. Ở cái trận đấu này, Tôn có lên kèo trên video cho anh em với hai cái mã kèo chính là đi AC Milan chấp 0.75 bóng và xỉu 2.5. Quan trọng hơn là anh em cũng đã ăn được cái kèo tỷ số độc đắc 1-0 ở ngay trên video. Đây cũng là cái trận cầu tâm điểm đêm qua mà Tôn có khẳng định trên video là chắc thắng cho anh em. Và sẽ là thắng lớn luôn. Với cái chiến thắng cách biệt 1-0 của AC thì đã giúp cho nhiều anh em hôm qua xem video cũng như những anh em trong nhóm đã thành công rực rỡ ở trên cả mong đợi rồi. Không những thế mà Tôn có lên thêm hai cái trận phụ cho anh em chơi vui đêm qua. Ở hai cái trận đấu này thì chúng ta cũng có thể thu về được một chút lãi nhẹ. Như vậy là chúng ta cũng đã lối dài cái mạch thắng của nhóm lên con số vô tận rồi anh em nhé. Và cũng xin được chúc mừng tất cả những anh em đã có chiến thắng tưng bừng trong cái thời gian vừa qua. Và để tiếp tục với cái niềm vui chiến thắng của ngày hôm nay thì mời toàn thể quý anh em sẽ cùng với chúng tôi đến với cái giải đấu có sức hút lớn nhất hành tinh, đó là cái giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Thì ngày hôm nay chúng ta có đến 6 trận hấp dẫn. Tôn cũng đã lên cho anh em hai trận rồi. Và cái trận cuối cùng thì Tôn sẽ lên cho anh em là cái trận đấu giữa hai câu lạc bộ là Leicester City với Tottenham. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ tối nay. Với cái cuộc đón tiếp gà trống ngay trên sân vận động King Power, với những gì mà cả hai đội làm được trong cái thời gian gần đây thì giới mộ điệu đang đánh giá cao về một cái chiến thắng cho Tottenham. Nhưng đang có một cái vấn đề rất là khó hiểu ở đây, đó là cái mức kèo chấp ban đầu mà giới đầu tư đưa ra là gà trống Tottenham chấp có 1/2. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, mức kèo chấp đã được đẩy xuống còn có 1/4 trên sàn giao dịch. Liệu rằng đang có một cái thế lực nào đứng đằng sau thao túng cái trận đấu này hay không? Và đây cũng là cái điều mà rất nhiều anh em đã đặt ra một cái dấu hỏi chấm rất lớn. Với cái phong độ cũng như về cái mặt đẳng cấp của Tottenham thì rõ ràng đây là một cái sự chênh lệch rất lớn. Nếu như mà nhà cái để cái mức kèo chấp đến 3/4 thì có thể sẽ không đem đến nhiều cái nghi vấn cho anh em. Nhưng mà tại sao gà trống Tottenham lại bị nghi ngờ với cái mức kèo chấp rất thấp ở cái trận đấu này? Thì mời toàn thể quý anh em sẽ cùng đến với cái phần nhận định ngay sau đây của chúng tôi nhé. Cái đội chủ nhà Leicester City đã tạm dừng cái chuỗi trận khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp khi đã bất bại trong hai cái trận đấu gần đây. Họ đã có được cái trận hòa trước đối thủ có lối chơi rắn như là Brighton và cũng đã thắng thuyết phục 4-2 ngay trên sân nhà của Aston Villa. Lúc này, bầy cáo đang lấy dần lại cái phong độ và đang hướng đến một cái mục tiêu tốt hơn trên bảng xếp hạng. Và quan trọng hơn là để lấy rộng cái khoảng cách với cái nhóm cầm đèn đỏ. Lúc này thì họ mới đang chỉ tạm thời hơn cái nhóm đèn đỏ có 3 điểm mà thôi. Bầy cáo đang có cho mình 21 điểm sau 21 vòng đã đấu. Họ đã có 6 chiến thắng, hòa 3 và đã để thua đến tận 12 trận. Và cái điểm nhấn của câu lạc bộ này là họ đã ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới đến 37 lần sau 21 trận đấu. Chứng tỏ là mỗi cái trận đấu của họ ở cái giải đấu này sẽ có trung bình trên 3 bàn thắng được ghi anh em nhé. Và điều quan trọng nhất với Leicester City là phải duy trì được cái phong độ ở cái chuỗi trận vừa qua. Và bên cạnh đó thì họ cũng cần phải cải thiện cái khả năng thi đấu trên sân nhà khi đã không thắng trong 4 trận đấu gần nhất. Họ đã hòa 1 và để thua 3. Và 3 trên 4 trận đó họ cũng đã không thể ghi bàn anh em nhé. Trong khi đó thì ở phần đối diện là Tottenham thực sự đang là một cái đội bóng khó đoán ở Premier League trong cái thời điểm này. Đơn cử như ở vòng đấu trước thì dù thiếu vắng huấn luyện viên Conte, nhưng Spurs lại bất ngờ thắng Man City. Dù ở cái trận lượt đi cách đó chưa đầy một tháng, Tottenham đã thua cay đắng khi bị đối thủ lộn ngược dòng 2-4 ngay ở trên sân khách. Dù sao thì điều đáng khen với Tottenham trong cái thời gian vừa qua là họ đã thắng và giữ sạch lưới trong 3 cái trận đấu liên tiếp. Điểm yếu lớn nhất của Spurs là hàng thủ đã dần được khắc phục rồi. Họ cũng đã thắng kèo trong 3 cái trận gần đây anh em nhé. Và cũng khá bất ngờ khi Tottenham lại bị nghi ngờ trong cái trận đấu này. Cái tỷ lệ chấp của Spurs đã giảm từ 1/2 xuống còn 1/4 tính tới thời điểm hiện tại.
Như đã nói thì Spurs cũng là một cái đội bóng khá bất ổn. Họ cũng có thể thắng tưng bừng ở cái trận đấu này, nhưng cũng dễ dàng sẽ gây thất vọng cho anh em. Hơn nữa họ còn phải có một cái cuộc chuẩn bị cho cái cuộc chiến rất quan trọng ở cái lượt đi vòng 1/8 cúp C1 với AC Milan vào cái ngày 15 tháng 2 tới đây. Vì thế mà Tottenham có thể họ sẽ chơi cầm chừng để dành sức cho cái trận đấu này anh em nhé. Và mục tiêu mà gà trống đề ra ở cái trận đấu này đương nhiên sẽ là một cái chiến thắng. Nhưng với những thông tin mà chúng tôi có được thì một trận hòa cũng là điều mà ban tổ chức đã đặt ra cho Tottenham. Vì thế mà trận đấu này anh em có thể đi cho tôi ba cái mã kèo chính. Đó là Tottenham chấp 1/4, xỉu 2.75 và anh em đi thêm cho mình một cái kết quả là hòa hai đội cho cái trận đấu này. Với ba cái mã kèo này thì anh em cùng lắm là chỉ là hòa tiền thôi. Còn nếu đỏ ra thì anh em sẽ thắng đậm luôn anh em nhé. Nhưng anh em lưu ý là nếu như cả hai đội đều giữ nguyên sơ đồ chiến thuật cũng như những cái cầu thủ ra sân giống như trên sơ đồ dự kiến lúc này thì chúng ta có thể mạnh tay ba cái mã kèo này. Còn với lúc này thì kèo chúng tôi đưa ra cho anh em chỉ dừng ở cái mức độ để cho anh em tham khảo mà thôi. Khi có được cái đội hình ra sân chính thức, lúc đó chúng tôi mới chốt kèo trên các hội nhóm để cho anh em chơi. Và để có được những cái mã kèo với tỷ lệ phần trăm thắng cao thì anh em vui lòng kết bạn vào Zalo 0924 858 993 hoặc Telegram A còng kèo bóng tôn tử để anh em có thể nhận được những cái thông tin quan trọng cũng như nhận về những cái mã kèo chất lượng của trận đấu này anh em nhé. Và tôn cũng sẽ sẵn sàng đưa anh em vào nhóm để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cũng như có được cái niềm vui chiến thắng trong mỗi trận đấu. Chỉ cần anh em có một cái trang chơi đồng nhất với chúng tôi mỗi khi ra kèo trong cái trận đấu thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với những cái mã kèo rung hoặc những lần bay kèo trong trận đấu để mang lại về những cái thành quả cao cho anh em. Và tôn cũng xin nhắc lại một lần nữa với anh em là khi anh em đến với chúng tôi không hề lấy một đồng phí nào khi anh em tham gia vào nhóm, cũng như không xin lọc hay là bán các mã kèo. Vì thế anh em vào nhóm không phải lăn tăn gì khi tìm đến chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì tôn xin phép được kết thúc video ở đây. Thay mặt anh em trong ekip xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chúc cho anh em luôn có một sức khỏe tốt, một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ toàn thắng trong những trận cầu đêm nay. Những anh em đang xem video nhận định của chúng tôi, nếu thấy những video vừa qua của chúng tôi nó ok chất lượng thì anh em hãy cho một like để ủng hộ kênh. Và anh em cũng đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để nhận được những cái trận đấu hấp dẫn ở những cái video sắp tới của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo.